lại trận hộ sơn bị phá trong chớp mắt dùng tiên giai phong ngữ chúng ngụy trang thành giọng nói của vạn trưởng lão truyền âm cho tử ô sư bá trong đáy lòng lý trường thọ nổi lên một tiên nghi hoặc trưởng môn đến cùng là có được hay không thân là trưởng môn độ tiên môn hẳn là phải có liên hệ nào đó với độ ách chân nhân người vẫn nhận là tổ sư khai sơn của độ tiên môn theo lý thuyết thì vị trưởng môn nhà mình cũng chỉ được xem là tiểu nhân vật trong nhân giáo ra ngoài chiến đấu chính là để bảo vệ đại trận hộ sơn rồi lại để đại trận hộ sơn bị đối phương dùng một kiếm bổ vỡ bất quá xét thấy trưởng môn đang lấy một địch hai hơn nữa kẻ đứng sau lưng của ba gã kim tiên không rõ lai lịch này còn là loại người hung ác trong hồng hoang văn tịnh đạo nhân ai làm trưởng môn một phái mặc dù uy phong nhưng lại không hề dễ dàng lý trường thọ ngoài tăng cường chuẩn bị tùy thời chạy trốn cũng đồng thời âm thầm hạ quyết tâm sau này dù bản thân hắn có may mắn tu thành đại la cũng tuyệt không khai sơn lập phái giúp lấy nhân quả. Đại trận hộ sơn vừa nát, nội môn đã không còn lá chắn, phá thiên phong nhìn như là trung tâm, chỗ an toàn nhất, trên thực tế, đây mới là nơi hung hiểm nhất. Nhóm kim tiên đang kịch đấu trên không trung, mỗi một kiếm hạ xuống, tất nhiên là sẽ chém về hướng thủ phong. Vì vậy, Lý Trường Thọ thà rằng hy sinh một chút tính bí mật mà hắn vẫn theo đuổi thường ngày, vẫn quyết định sắp xếp để cho ba người sư đồ nhà mình không xuất hiện ở phá thiên phong, hắn cũng để cho Linh Nga mang theo nhân tam và sư phụ đi trước một bước, tới phụ cận nơi địa mạch na di trận chờ đợi che giấu bản thân là để khỏi bị tính toán trung quy cũng chỉ về hai chữ bình an từ ngữ không thể lẫn lộn đầu đuôi có ba tờ người giấy thủ hộ lúc này cũng không cần lo lắng cho an nguy của lam linh nga đạo nhân giấy chữ nhân nhất nhân nhị trước đó đã được lý trường thọ đưa cho sư phụ cùng với sư muội sau khi truyền âm cho tử ô sư bá xong đến thức lý trường thọ đảo qua phá thiên phong thấy được mấy vị đệ tử trẻ tuổi cùng thế hệ hắn lần lượt nhìn từng khuôn mặt mang đầy vẻ mờ mịt mất định hướng kia trong lòng chỉ có thể khe khẽ thở dài ngược lại cũng không thể yêu cầu người khác quá nhiều làm tốt việc của chính mình cố gắng hết sức mình là đủ rồi lập tức hắn tiếp tục khống chế đạo nhân giấy du hành trong đất chạy tới sân môn độ tiên môn phá rồi đại trận bị phá rồi trước bách phàm điện chúng đệ tử nhìn đại trận nổ tan kia cảm nhận được uy áp của kim tiên đột nhiên gia tăng lên gấp mấy lần đa phần đều đã tâm thần khí loạn vô cùng luống cuống hữu cầm huyền nhã cắn môi đứng trên mái hiên của đại điện ngửa đầu trực diện nhìn kim tiên kịch chiến trên không trung lại có từng luồng áp lực do đấu pháp tạo ra hóa thành từng trận sóng gió quét tới hai phía tây bắc tây nam hai trận đại chiến với hàng ngàn tiên nhân hừng hực khí thế lưu quang lập lòe khắp tinh không từng đạo bóng người cũng đang hướng về phá thiên phong chậm rãi đến gần dựa vào tình hình mà phán đoán phe độ tiên môn bọn họ đã rơi vào thế hạ phong chuyện này phải làm sao bây giờ hữu cầm huyền nhã nhìn ngọc phù trong tay đây là chìa khóa để mở ra địa mạch na di trận cũng là một con đường sống nhỏ bé để chúng đệ tử có thể chạy trốn nếu trường thọ sư huynh ở đây hắn sẽ làm thế nào ừ chắc chắn là sau khi đưa được sư đệ sư muội ra ngoài hắn sẽ quyết một trận sinh tử cùng với địch nhân nàng ôm ý nghĩ như vậy trong lòng cũng dần dần trở nên quyết đoán mang các đệ tử cùng lứa toàn bộ bình an không sót một ai trốn ra ngoài ngày sau trở về liền sẽ là một phần lực lượng của nội môn ngay lúc này tử ô cầm trường kiếm vội vàng phi tới trực tiếp lướt qua đầu chúng đệ tử bay về phía nội điện thân hình hữu cầm huyền nhã thất một cái nhảy xuống từ mái cong vội vàng đi vào trong điện nàng vốn tưởng rằng vị chấp sự chân tiên của nội môn này vội vã chạy đến nơi đây để xác nhận việc chuẩn bị mở ra thông lộ phía dưới nàng vội vàng đi theo tiểu ô định giúp đỡ một phen nhưng khiến cho hữu cầm huyền nhã và các đệ tử ngoài điện không nghĩ tới đó chính là đạo nhân thấp lùn này kêu rên một tiếng ngay trước bức họa trong bách phàm điện kia dập đầu khóc lóc giáo chủ đại thượng giáo chủ đại thượng mong giáo chủ đại hiển thánh uy đến cứu độ tiên môn đi độ tiên môn chúng ta phụng thừa dân dạy của giáo chủ thành tĩnh vô tri an tâm tu hành hộ vệ nhân tộc rồi lại không may gặp phải tai họa bất ngờ này bị người lợi dụng ý đồ châm ngoài ly gián giao hảo giữa tam giáo ta giáo chủ đại thượng xin hãy cứu chúng đệ tử. Bột, bột, bột. Sau mấy lần đập đầu đôm đốp xuống sàn nhà, tử ô nằm ở đó khóc nức nở nghẹn ngào một hồi, hữu cầm huyền nhã thấy vậy, chóc mũi cũng như có vị cay cay. Chẳng lẽ, hôm nay độ tiên môn thật sự không qua khỏi kiếp nạn này sao? Rõ ràng thấy, hiện tại chỉ mới vừa giáp chiến, đại trận hộ sơn mặc dù bị phá, nhưng thương vong tiên nhân phe mình cũng không quá lớn, phá thiên phong vẫn còn đại trận có thể thủ, vẫn chưa bị địch nhân đánh tới vị chấp sự này sao mà lại khóc cứ như là toàn quân đã bị dệt sạch vậy. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng này, trong đáy lòng hữu cầm huyền nhã cũng có một chút mở mịt, từ ô cúi đầu kêu khóc một hồi, tinh thần vẫn không có một chút cảm ứng gì, không có nửa điểm hồi đáp từ bức tranh thánh nhân phía trước. Đạo nhân lùn này ngừng đầu lên nhìn bức họa, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, sau đó lại hít vào một hơi, thanh âm đau buồn khóc lại lời kịch một lần, không ít đệ tử vọt đến đứng bên ngoài cửa điện, nghe từ ô khóc nước nở nghẹn ngào ở đằng kia phần lớn đều lộ vẻ mặt bi thương. Cùng lúc đó, ở bên kia, Lý Trường Thọ âm thầm không chế bốn đạo nhân giấy đã cấp tốc chuẩn bị bọc đánh đường lui của kẻ địch. Mấy người giấy chữ thiên này hao phí hết gấp 10 lần nguyên liệu giấy, được sót đầy linh lực của hắn, mang theo độc đan độc phấn có tiêu chuẩn vô vị vô sắc cao nhất mà hắn luyện ra. Đội quân giấy chữ thiên lẳng lặng ẩn nấp dưới mặt đất, men theo chiến tuyến song phương mà di chuyển, chậm rãi tiến về phía trước. Bây giờ kịch chiến như vậy, bốn tờ người giấy chỉ cần vừa ló đầu ra, tất nhiên sẽ bị giết sạch trong nháy mắt, nhất định phải kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Chỉ có phát huy tác dụng của bốn đạo nhân giới này đến mức tốt nhất mới không cô phụ, mấy gốc cây già đã hết lòng hy sinh, loại chuyện đánh lén này đáng được xem là cẩn trọng can đảm, ra tay tàn nhẫn, yên xương thành cho, ẩn núp thối lui. Chúng tiên hai bên chiến trường phe độ tiên môn, đúng như Lý Trường Thọ dự đoán trước đó, chính là vừa đánh vừa lui. Điều này làm cho thời cơ mà Lý Trường Thọ chờ đợi đã chính thức đến. Trung Tiên Độ Tiên Môn ở dưới trận chiến cỡ lớn này biểu hiện vô cùng đoàn kết. Nếu có người bị thương, nhất định sẽ nhanh chóng được kéo ra phía sau. Đồng môn bên cạnh vẫn còn lực lượng sẽ gấp rút tiếp viện, nhưng cũng chính vì vừa lo chiến đấu vừa lo bảo vệ lẫn nhau như vậy, khiến cho không ít tiên nhân không thể triển khai toàn bộ thực lực, tổng thể chỉ có cách không ngừng lui về phía sau. Bên ngoài đã mất đi 6 tòa sơn phong, mặc dù bởi vì gấp rút tiếp viện kịp thời, chúng Tiên Độ Tiên Môn vẫn là không nhiều, nhưng hết năm thành tiên nhân đã bị thương những đám mũi khôi lỗi kia vậy mà vô cùng cực đoan bọn chúng căn bản không để ý đến sống chết của đồng bọn chỉ một mực điên cuồng tiến công giống như một đám hung thú tâm thần tương thông phối hợp với nhau vô cùng ăn ý mục tiêu của bọn chúng là chỉ cần bạo phát được hoàn toàn thực lực của mình trong thời gian ngắn trong đáy lòng lý trường Thọ thở dài văn đạo nhân này cũng là một kẻ khó chơi lúc này vẫn chưa tới thời cơ thích hợp lý trường thọ không khỏi phân ra một chút tâm thần dùng tiên thức trà xét quan sát nhân vật hắn xem là trọng yếu nhất trong trận chiến này, tử ô. Nếu muốn hóa giải nguy cơ của độ tiên môn, làm cho Tây Phương giáo hoặc bọn đạo trích không dám lại tính toán độ tiên môn, kỳ thật chỉ có một biện pháp, mời đùi hiện thân. Tại thời khắc sinh tử tồn vong của độ tiên môn, sư bá nếu như khóc tốt, có thể mời được một hai vị cao thủ nhân giáo ra tay, nguy cơ của độ tiên môn không những có thể giải, mà sau này cũng không còn phải sầu lo, ôm được bắp đùi đại nhân thì sợ gì văn tịnh tính toán nữa. Nhưng, Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, âm trầm nhíu mày, Tử Ô sư Bá không ngừng kêu rên khóc nức nở nghẹn ngào, thật đúng là bộ dáng con người vi thống tột độ, khiến cho người khác thương cảm, nhưng bức họa trên tường kia không dao động chút nào, khóc chưa đủ độ mạnh, nhân số chưa đủ, hay là lời kịch không hay. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không quên chú ý đại chiến hai bên, âm thầm khống chế đạo nhân giấy đuổi kịp, Tử Ô lại khóc một lần nữa, xung quanh bức họa vẫn không có mảy may chấn động nào rất nhanh lý trường thọ ẩn thân trong bóng tối đã làm ra quyết đoán hắn thi triển tiên giai phong ngữ chú lặng lẽ truyền âm cho hữu cẩm huyền nhã đang đứng ở cửa điện hữu cầm sưng muội tới ngoài điện nói chuyện một chút hữu cẩm huyền nhã khẽ giật mình sau đó liền quay người ra khỏi đại điện không chút do dự lý trường thọ truyền âm nói ta nghe từ ô sư bá khóc lóc kể lể đột nhiên nghĩ tới đây có lẽ là một cách để cứu chúng ta chỉ là biện pháp khóc lóc gào thét của từ ô sư bá chưa đúng vì huynh thấp cổ bé họng sư muội thân là thủ tịch đệ tử độ tiên môn có nguyện ý lên thử một lần nếu như đồng ý trực tiếp gật đầu là được cô cầm huyền nhã lập tức gật đầu ánh mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy thân ảnh của lý trường thọ chợt nghe phía trên có tiếng vang thật lớn chúng đệ tử liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lên thấy trên tầng mây hào quang lóng lánh lôi đình ngang dọc từng cỗ nguyên khí dao động đánh úp xuống phía dưới Bên ngoài đại điện, hơn 200 nguyên tiền tất cả đều bộc phát tiên lực, dựa vào trận pháp đơn giản khởi động một tầng bình chướng tiên lực, bảo vệ chúng đệ tử khỏi bị đấu pháp trùng kích, lại nghe thấy tiếng cầm giận dữ, trong ngay đột nhiên xuất hiện một đầu thần thú toàn thân bao bọc bởi ngọn lửa tím. Nó ngửa đầu gầm thét, hỏa dẫm quanh người quét ra bốn phương tám hướng, khiến cho vị địch nhân kim tiên mang mặt nạ gỗ khô vội vàng lui về phía sau, uy phong lẫm liệt, không ai bị hồi, nhưng xung quanh thần thú này còn bị bao lấy bởi một đám hắc khí làm cho người ta có một loại cảm giác suy yếu kỳ linh trưởng lão độ tiên môn đã hóa ra bản thể mà hữu cầm huyền nhã đứng trước bách phàm điện cũng đã nghe được một phen dặn dò của lý trường thọ đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại lý trường thọ truyền âm hỏi những lời ta nói ngươi đã nhớ kỹ chưa nếu như nhớ rõ hãy gật đầu hữu cầm huyền nhã nặng nề gật đầu lý trường thọ vội nói nhớ kỹ một chữ cũng không thể thiếu cưỡng ép ghi nhớ những lời này ở trong nguyên thần của ngươi nay này ngươi cũng đừng để ta nhắc bài đấy, ngươi phải dùng cảm xúc nói ra. Hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng gật đầu, đã sớm vô cùng khâm phục đối với đức độ của trường thọ sư huynh, Lý trường thọ lại nói. Kế tiếp, hãy nhớ đến loại chuyện nào đó đau khổ, để cảm xúc xuất ra từ nội tâm, chuyện gì đó khiến ngươi vô cùng bi phẫn, để cảm xúc xuất ra từ nội tâm, sự tình bi phẫn. Hữu cầm huyền nhã vẫn chưa hiểu, được Lý trường thọ chỉ điểm thêm một lần nữa nàng liền lục lọi trong lòng tìm kiếm cảm giác bi phẫn, nhưng hình như nàng không có chuyện gì đáng bi thương cả, thân nhân khỏe mạnh, tu hành trôi chảy, sư phụ cực kỳ yêu thương đối với mình, hữu cầm huyền nhã vội nói. Sư huynh, ta nhất thể nghĩ không ra, giọng nói của nàng hơi lớn, mấy vị đệ tử xung quanh liền nhìn lại, hữu cầm huyền nhã lập tức quay mặt về phía nội điện, lời truyền âm của Lý Trường Thọ quanh quần trong tai nàng, vẫn như cũ không nhanh không chậm. Không nên gấp, vào loại thời điểm này, càng gấp càng dễ chậm trễ đại sự. Ừm, bây giờ ngươi lập tức nghĩ tới một thứ gì đó, một vật gì đó ngươi yêu thích tha thiết, có thể là dùng vật cũng được, hữu cầm huyền nhã lẩm bẩm nói. Nghĩ về con linh thú mà sư huynh đã tặng cho ta có được không? Ừ, rất tốt, chú ý tâm tình của mình, tưởng tượng nó ở trước mặt ngươi, lắc lắc cái đuôi đối với ngươi, sau đó, đột nhiên bị một khối đá nện xuống, cái đầu nát bét, chết oan ức thê thảm ngươi phải mang nó đi mai táng hữu cầm huyền nhã cắn nhẹ môi dưới trong đầu tưởng tượng tình huống bản thân mai táng tiểu linh thú kia ánh mắt tự trách một hồi sắc mặt vô cùng ảm đạm nhưng lý trường thọ rất nhanh phát hiện ra tâm tình của nàng chỉ đơn giản là bi thương thiếu phần phẫn nộ vì vậy lý trường thọ lại bỏ thêm một câu sau đó ngươi không canh phòng kỹ thi thể của tiểu linh thú kia liền bị người ta đánh cắp ngươi xem xét dò tìm tung tích một đường tìm kiếm chậm rãi tiến về phía trước. Hữu cầm huyền nhã vô thức cất bước về phía trước, đi vào nội điện một lần nữa, mà tiếng nói của Lý Trường Thọ như ma âm lọt vào tai, dẫn dắt tinh thần nàng. Nó đang bị người ta treo lên nướng, chuẩn bị ăn thịt. Đôi mắt đẹp của hữu cầm huyền nhã lập tức tràn đầy vi phẫn. Trong bóng tối, Lý Trường Thọ lập tức truyền âm. Đúng, chính là trình tự như vậy, giữ như thế, đi tới bên cạnh tiểu ô sư bá, đốt ba nén hương, khấu đầu ba nở rồi quỳ xuống nói ra đoạn lời thoại kia hữu cầm huyễn nhã khẽ hít một hơi lập tức cất bước về phía trước lý trường thọ giải khai phong ngữ chú trong nháy mắt tiên thức của hắn không dám tiến vào nội điện chỉ dám quan sát ở xa xa chỉ thấy thủ tịch đệ tử trẻ tuổi của độ tiên môn hữu cầm huyền nhã đi qua chỗ tử ô đang khóc nức nở nghẹn ngào cầm lấy ba nén hương đốt lên rồi cắm vào bên trong lưu hương sau đó lại lui về phía sau hai bước quỳ gối trên bồ đoàn bên cạnh tử ô cúi đầu dập đầu ba cái. Tóc dài của nàng có một chút tán loạn, váy dài màu lam như hoa sen nở rộ, sắc mặt có một chút buồn bã. Đệ tử đạo môn huyền nhã, hôm nay kính thưa bản nguyên đạo thừa, tam giáo thái thành thánh nhân lão gia, độ tiên môn được độ ách chân nhân truyền thụ vô vi kinh, coi đây là nền móng đập môn. Nhận thái thành thánh nhân lão gia làm tổ sư, tồn tại như là đạo môn chính thống, hôm nay, bị ác nhân tính kế, làm loạn đạo thừa độ tiên môn, sắp tầm ác độc, những kẻ này vô duyên vô cơ đến định đồ diệt độ tiên môn cũng tuyệt không phải độ tiên môn chúng ta tự rước lấy họa này mong thánh nhân lão ra minh xét nói xong hữu cầm huyền nhã quỳ sát xuống một lần nữa trong miệng bắt đầu đọc vô vi kinh quyền thượng từ ô ở bên cạnh sừng sốt làm sao lại cảm thấy những lời nàng nói còn cao cấp hơn mấy phần so với lời thoại của mình lần này theo việc hữu cầm huyền nhã đọc đến câu thứ hai của vô vi kinh bức họa đằng trước kia nhẹ nhàng dao động một vòng đạo vận tối nghĩa rất khó để hình dung, khó có thể cảm nhận, từ bức họa bay ra rồi lại biến mất trở lại trong bức họa. Hôm nay cơn gió ở động xuất cung đột nhiên đưa tới tiếng động lớn ẩm ĩ, làm sao lại có người khóc rứt mướt ở bên tai mình. Ngồi dưới thân cây tại một hậu viện hào lánh của động xuất cung, một thanh niên khoác trên mình một bộ trường bào xanh thảm thoáng nhíu đôi mày kiếm lại. Y ngồi thẳng dậy, nhìn một vài hình ảnh mơ hồ đang hiện lên trong đầu, có một đạo nhân lùn thân cao khoảng 5-6 thước đang cúi người khóc bù lu bù loa bên cạnh đạo nhân lùn còn có một nữ đệ tử tướng mạo xinh đẹp cũng đang lộ ra vẻ mặt buồn bã thanh niên này cười khổ một tiếng âm u thở dài lão sư người lại như vậy người không muốn ra ngoài đi đi lại lại đệ tử cũng chỉ muốn an tâm tu hành mấy người kia hẳn là đang bái bức họa của lão sư bởi vì bức họa hay tượng điều khác của mình cũng không có lưu truyền ở hồng hoang mới đúng cảnh giới của lão sư quả nhiên là quá mức huyền diệu trực tiếp đẩy nhân quả lên trên người đệ tử là mình tuy nhiên có thể kinh động đến lão sư quanh năm đóng cửa không xuất đầu lộ diện, không thích quan tâm đối với mọi thứ, điểm này chứng tỏ mấy người kia cũng thật lợi hại. Cười khẽ một tiếng, đạo sĩ trẻ tuổi này chậm rãi đứng dậy, y bấm tay suy nghĩ, theo chỉ dẫn của lão sư mình liền lý giải được một chút, nói khẽ. viết lai là có kẻ thù bên ngoài gây phiền toái cho độ tiên môn, khiến độ tiên môn bỗng nhiên gặp nạn. Đạo thừa nhân giáo chúng ta còn chưa chủ động gây chuyện, có người đã muốn ra tay với chúng ta, định trầm ngòi xích mích quan hệ giữa các tiên tông tam giáo ấy già chuyện như vậy không thể không quản được rồi lần trước ở nguyên lão điện còn làm bề tượng đất nhân duyên của tiểu gia hòa nào đó ở độ tiên môn lần này đi giúp độ tiên môn một chút coi như là kết thúc đoạn nhân còn này đạo sĩ trẻ tuổi còn chưa dứt lời tùy ý phóng ra một bước thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài động xuất cung lại đi vài bước y đã đến trước cửa tây thiên thân ảnh đứng phấp với phiêu diêu như những thủ vệ thiên binh thiên tướng kia lại không hề phát hiện ra trong chốc lát thanh niên này đã rời khỏi cửu trọng thiên khuyết quan sát mảnh hồng hoang bao la rộng lớn ở trên không trung sóng dậy ầm ầm đạo thừa của độ tiên môn là do độ ách đạo hữu chuyển lại vậy thì mang độ ách đạo hữu cùng đi nhờ đạo hữu ấy ra tay can thiệp như thế nhân quả mà mình vướng phải sẽ ít đi rất nhiều còn có một chút phiền toái độ ách đạo hữu tuy chỉ là đệ tử ký danh của lão sư nhưng cũng được nghe lão sư giảng đạo một đoạn thời gian nhập môn trước cả mình mình nên gọi một tiếng độ ách sư huynh mới đúng nhưng mình là đệ tử thân truyền duy nhất của lão sư, đỡ ách chỉ là ký danh, vì kia nên gọi mình một tiếng sư huynh. Chuyện này nên xưng hô thế nào? Đạo sĩ trẻ tuổi lập tức xoắn suýt một hồi, thân ảnh bồng bềnh bay về hướng Côn Lôn Sơn mờ ảo, giao giới giữa ba đại châu Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu và Trung Thần Châu. Bay một hồi đã thấy được Côn Lôn Sơn ở phía xa, vị đại pháp sư đặc biệt đáng tin cậy Huyền Đô rất nhanh lại nhớ ra một vấn đề. Đỗ Ách sư huynh tu hành ở động phủ nào tại Côn Lôn Sơn nhỉ? Quyền Đô Đại Pháp Sư bấm tay một lúc, rất nhanh liền gật gật đầu. Mai thay độ tiên môn vận số lâu dài, trong lúc nhất thời không dễ bị diệt, tai họa lần này giống như là đã được định sẵn nên không cần phải quá sốt ruột, trước tiên đi tìm độ ách sư huynh đã, miễn cho việc này xử lý không viên mãn lại bị lão sư nhốt mấy nguyên hội. Khe khẽ thở dài, thân ảnh đạo sĩ trẻ tuổi tan biến trên côn lôn sơn, y vượt qua phụ cận hương ngọc cung để đi tìm tổ sư gia tiện nghi của độ tiên môn. Trước đó, tại độ tiên môn hữu dụng thánh nhân lão già có phản ứng khục bức họa thánh nhân có phản ứng quả nhiên là do lời kịch có vấn đề tử ô ở bên kia kích động một hồi hữu cẩm huyền nhã cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng lý trường thọ lại chẳng cao hứng chút nào mà còn âm thầm tự cảnh tình bản thân trước đây hắn có một chút thiếu cân nhắc để cho vạn lâm quân trưởng lão cấp cho tử ô sư bá túi gấm kia dùng khổ nhục kế giả vờ đáng thương lại không để ý kỹ chi tiết cùng với ý nghĩa chân chính của nhân giáo Vừa rồi từ ô sư bá nhiều lần khóc lóc kể lể, chưa nói đến việc thánh nhân có cảm ứng được hay không, nếu có cũng rất khó cho bọn hán cái lớp mắt. Nếu phân tích cẩn thận lại lý do thoái thác của từ ô sư bá, thật ra trước khi sơn môn bị diệt liền muốn mời giáo chủ nhân giáo đến đây tương trợ. Đây cũng là bản thân độ tiên môn chủ động làm cho giáo chủ tăng thêm nhân quả. Mà lý trường thọ nhanh phục hồi tinh thần, kịp thời tìm được lời kịch thứ hai bổ sung, giúp cho hữu cầm huyền nhã chú trọng tâm tình hơn, đọc chi tiết hơn tôn hiệu của thánh nhân trước tỏ rõ độ tiên môn bọn họ là nhất mạch của độ ách chân nhân, rút ngắn quan hệ. Sau đó lại đọc vô vi kinh, để thánh nhân lão gia kiểm nghiệm bọn hắn đúng là đạo thừa nhân giáo, như thế liền trở thành tình huống là ngoại địch cưỡng ép quấy nhiễu độ tiên môn, định ra tăng nhân quả cho giáo chủ, bức họa thánh nhân giáo chủ lập tức phản ứng. Nhưng đạo vận của thánh nhân trên bức họa rất nhanh đã thu liễm, điều này cho thấy thánh nhân lão gia hoặc vị cao thủ nhân giáo nào đó đã biết chuyện này, có thể giúp hay không giúp, giúp lúc nào, còn không biết số lượng người tới. Lý Trường Thọ nhanh chóng phân tích trong đáy lòng. Kế tiếp tỷ lệ mời được cao thủ nhân giáo có lẽ cao tới bảy thành, nhưng liệu có thể đến trợ giúp kịp thời hay không, điều này quả thực không thể nói trước được, không thể ký thác hy vọng vào người bên ngoài được. Tại phương diện triệu hoán đùi này, những việc có thể làm mình cũng đã làm rồi, không cần phải hao tổn tâm thần nhiều hơn nữa, để đạt được mục đích ổn thỏa thì trước khi kế hoạch bắt đầu, mình vẫn nên kiên trì thêm một chút, nếu tông môn thật sự khuynh đảo, nên chạy, vẫn phải chạy lý trường thọ truyền âm cho hữu cầm huyền nhã việc đã thành kính xin dư muội vạn lần không nên nói với người khác việc ta truyền âm cho ngươi hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng gật đầu có một chút muốn nói lại thôi mà tin tức của lý trường thọ đã rời khỏi nơi này dùng tâm thầm chăm chú khống chế đạo nhân giấy trước đó chậm trễ ở bách phàm điện đại chiến hai phía tây nam tây bắc đã hừng hực khí thế song phương từ bên ngoài sân môn đã đánh tới trên không trung vài ngọn núi ở đoạn giữa độ tiên môn chúng tiên độ tiên môn vừa đánh vừa lui, thiên tiên, chân tiên đã bị thương hơn phân nửa, cảnh giới chân tiên đã có vài chục người vẫn lạc, cũng may lúc này cảnh giới thiên tiên chỉ tổn thất hai người, đám mỗi khôi lỗi mặc dù rất hùng ác, cũng đã hao tổn không ít chiến lực. Chỉ riêng số lượng đại yêu cảnh giới thiên tiên chết trong tay vạn lâm quân trưởng lão đã có tới ba kẻ. Nếu như nhìn vào chiến tích, theo sát phía sau chính là vong tình thượng nhân chiếm vị trí thứ hai nhờ giết một vị thiên tiên nhân tộc, một đại yêu cảnh giới tiên thiên. thiên còn có mấy vị trưởng lão cảnh giới thiên tiên khác cũng đều có thu hoạch nhưng nhìn chung thì tình huống vẫn không quá lạc quan vào giờ phút này vạn lâm quân trưởng lão như trở lại trận chiến vạn năm trước hào khí ngất trời lấy một địch trăm chỉ là trong đáy lòng vị lão gia tử này cũng âm thầm phiền muộn trước đây theo như trường thọ chỉ điểm giết chết nhiều đại yêu như vậy mà có cảm giác chẳng phí sức chút nào cũng chỉ là dùng nhiều độc đan hơn mà thôi hôm nay chiến đấu chính diện như vậy uy lực của độc đan độc công độc thần thông dường như giảm đi rất nhiều cảm giác tương đối tốn sức, hơi có một chút mất công mà không thu lại kết quả tốt. Thủy Trung không bằng kết bạn cùng với Trường Thọ nhanh chóng ám toán địch nhân. Quả nhiên, độ am hiểu đối với đầu của Trường Thọ không chỉ có khả năng tiến giải đặc biệt, mà tiềm lực phát triển sau này cũng tuyệt đối không thể đo lường. Trong đáy lòng vạn trường lão đán đo có nên ra tay hung ác hay không, hiện tại lão đã hạ quyết tâm, trận chiến này nếu có thể bảo vệ được tông môn, liền dốc sức truyền thụ cho trường thọ độc kinh mà lão đắc ý nhất đồng thời báo cho nội môn khen thưởng về trường thọ âm thầm cảnh báo tại họa lần này. Ngay lúc đó, vạn lâm quân trưởng lão cảm nhận được bên tay có gió nhẹ nhiễu loạn, liền nghe được âm thanh quen thuộc. Vạn trưởng lão, đệ tử trường thọ, kính xin trưởng lão đừng nên tham chiến, phần đều tâm thần mà quan sát chiến của phía nam. Hai bên tốt nhất nên cùng nhau lui vào phá thiên phong, sau đó mượn đại trận phá thiên phong ngăn địch mới có thể giảm bớt thương vong cho tông môn, vạn lâm quân trưởng lão âm thầm gật đầu quan sát tình hình các nơi liền phát hiện ra mình đã tiến lên chiến đấu một mình phía trước. Chuyện này cũng không phải vì vạn trưởng lão vọt, tới trước quá nhanh, mà là do đám đồng môn tiên nhân, lui lại quá mạnh, Lý Trường Thọ lại truyền âm nói. Trường lão không cần lo lắng cho đệ tử, đệ tử sẽ cùng với chúng đệ tử các phong khác tiến vào địa mạch na di trận, trường lão nên chú ý bảo trọng mới phải. Nghe những lời ấy, hai mắt của vạn lâm quân trường lão hơi nhíu lại, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh vài vị đại yêu đang ngạnh kháng với vạn lâm quân trưởng lão tâm thần của bọn hắn đột nhiên hoảng hốt vội vàng lui về phía sau mà vạn lâm quân trưởng lão cũng đồng thời thối lui về sau kéo gần khoảng cách với đám tiên nhân cùng phe lão vừa rồi thuần túy là vì lý trường thọ đã an toàn không lo trong đáy lòng vui sướng giải quyết xong chi tiết nhỏ này lý trường thọ lại tiếp tục âm thầm quan sát thế cuộc song phương lúc này nghìn tiên nhân đang chiến đấu ở hai nơi chỉ còn cách phá thiên phong có mấy ngọn núi tiến thức của lý trường thọ thấy được vài vị trưởng lão ngoại vụ cảnh giới chân tiên một thân thương thế đang vội vội vàng vàng đi về hướng bất phàm điện xem ra là muốn cho các đệ tử rời đi trước tiếp theo phá thiên phong liền bị biến thành chiến trường đấu pháp mặc dù đại trận phòng hộ vẫn còn nhưng có rất nhiều đệ tử chưa thành tiên tu vi nông cạn nếu như sơ sẩy một cái thì vài đạo thần thông vài món pháp bảo tùy tiện rơi xuống bách phàm điện có tám thành liền sẽ máu chảy thành sông Thái thượng trưởng lão hạ lệnh mang những đệ tử tu vi chưa đủ tạm thời tránh họa, sau đó mấy vị trưởng lão ngoại vụ cảnh giới chân tiên bị thương này sẽ chịu trách nhiệm đi theo bảo vệ bọn họ. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thoáng suy nghĩ, truyền âm dặn dò vài câu cho Linh Nga đang trốn ở phụ cận địa mạch Na Di trận, để cho nàng trà trộn vào giữa chúng đệ tử rồi dẫn bản thể của hắn và sư phụ cùng nhau ly khai. Linh Nga lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp tục tiềm phục ở trong khe một mỏm núi đá, lặng lặng chờ đám đệ tử độ tiên môn đến, mà chân thân Lý Trường Thọ lúc này từ hai tháng trước đã tìm được nơi ẩn thân rất trùng hợp là sau khi ẩn thân trong đó rốt cuộc cũng không ra ngoài hoạt động nữa một lát sau trong góc bách phàm điện đã xuất hiện một cái hố hướng xuống phía dưới ở dưới sự thúc giục không ngừng của tù ô hữu cầm huyền nhã cùng với vài vị trưởng lão từng vị đệ tử trẻ tuổi nhanh chóng nhảy vào cửa động thẳng đứng phía dưới vội vàng bay xuống lòng đất chờ từng đám đệ tử đi đến địa mạch na di trận linh nga tìm được cơ hội liền dẫn lý trường thọ cùng nhau đi ra từ trong góc tụ hợp với chúng đệ tử quá trình coi như hoàn mỹ sư muội đã lập được đại công chờ hữu cầm huyền nhã chạy đến sau khi nàng nhìn thấy lý trường thọ cùng với linh nga cũng nhẹ nhàng thở ra nàng cầm lấy ngọc phù khống chế trận pháp đi về phía trước mở ra địa mạch na di trận dưới mặt đất trống không lập tức xuất hiện một trận bàn đường kính trăm trượng đường vân phức tạp phía dưới trận bàn phẳng phất như phát ra từng trận long ngâm có trưởng lão bách phàm điện hô to nhanh mỗi lần năm người tiến vào đại trận huyền nhã người và các trường lão cùng nhau đi phía trước mở đường. Điểm đến của địa mạch Na Di Trận là phía đông của một sơn cốc, thu cầm huyền nhã lĩnh mệnh, mang theo đám đệ tử gần đại trận nhất nhanh chóng nhảy vào trận bàn, thân ảnh nàng thoáng trầm xuống, lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa, đại địa chủ mạch kỳ thật là tương đương với mạch máu của đại thần bàn cổ. Mà địa mạch Na Di Trận có thể làm cho luyện khí sĩ xuôi theo xu thế địa mạch, từ hướng bên này dịch chuyển về hướng bên kia, các đệ tử độ tiên môn cũng không cuống quýt, thậm chí có không ít đệ tử chủ động đi sau, nhưng cho các đệ tử mới nhập môn kém cỏi đi trước. Toàn bộ đều ngay ngắn trật tự mà rút lui, Linh Nga cũng được rất nhiều sư huynh các phong khác chiếu cố, di chuyển đi ở nhóm thứ ba. Lý Trường Thọ tạo ra một đám tiên thức thủy chung đi theo bên người sư muội, để bản thân sau này khỏi phải lo âu. Đệ tử trẻ tuổi đã rút đi hơn phân nửa, mà chúng tiên độ tiên môn cũng đã thối lui đến phụ cận phá thiên phong. Lúc này, chiến tuyến đã bị kéo lại mà đại trận ở chủ phong vẫn chưa mở ra chúng tiên độ tiên môn lộ ra xu thế suy yếu, còn mỗi khôi lỗi thì hoàn toàn đặt lực chú ý trên người mấy vị cao thủ cảnh giới tiên thiên của độ tiên môn, thời cơ mà Lý Trường Thọ một mực chờ đợi, chính là lúc này. Quân đoàn người giấy xuất kích Phụ cận phá thiên phong, bên trong lòng trào sông giữa khe hở của mấy ngọn núi, bốn đạo nhân giấy lặng yên hiện thân, chùi ra nửa người ở trong đất, theo ống tay áo, khe hở quần áo của bọn hắn chảy ra từng tờ từ người giấy. Rồi sau đó bốn đạo nhân giấy này lại nhanh chóng chìm xuống dưới đất. Lòng trào sông hai bên nam bắc có tất cả 20 tờ người giấy, nhanh chóng tản ra xung quanh bốn đạo nhân giấy. Số lượng này đã là cực hạn mà Lý Trường Thọ có thể thông qua đạo nhân giấy đồng thời khống chế, và lại căn bản không thể kéo dài lâu. 40 tờ người giấy, hóa thành 40 vị tiên binh mặc chiến giáp màu lam nhạt, khuôn mặt bọn hán khác nhau, thực lực không mạnh, phòng ngự lại càng mạnh như giấy, từng người đeo một kiện pháp khí trường cung đơn giản, cầm trong tay một mũi tên có một chút đặc thù. Những trường cung này cũng chỉ có một chút cấm chế trụ cột, hoàn toàn không thể gọi là bảo vật bọn hắn nhanh chóng lao về phía rừng núi phía trước đến những chỗ ẩn nấp tốt mà lý trường thọ tìm được trước đây dừng pháp khí trường cung và kéo căng dây cung trên đầu mũi tên sáng lên từng đạo đường vân phức tạp vô thanh thiên độc tiễn pháp khí tự nghiên cứu chỉ dùng được một lần có phạm vi lớn độ chính xác cao có thể phóng ra một lượng lớn bột phấn ngay lập tức xích địch cũng không cần phải sử dụng thần thông pháp bảo mà là phát huy một vài ưu thế đến mức tận cùng khổ luyện một thân cơ bắp chẳng địch lại một cục gạch vào đầu, phóng. Trong góc hẹp u ám, Lý Trường Thọ vỗ tay phát động, 40 thanh trường cung liền nhanh ngắn bắn ra, từng kiện pháp khí mũi tên nhanh chóng mà lại vô thanh, từ sau lưng quân địch phóng về nơi mũi khôi lỗi dài đặc nhất, view. Đây là một âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, từng mũi thiên độc tiễn phá không tiến thẳng về phía trước, lặng lẽ tập kích vào sau lưng của đám địch tiên, không hề có một chút tiên lực dao động, cũng không lộ ra bất kỳ sát ý nào. Chỉ có một chút khuyết điểm không thể tránh khỏi, đó là những mũi tên này vẫn tạo nên ma sát với không khí. Vì phòng ngừa địch nhân cảm ứng, những mũi tên này không hề nhắm chuẩn vào bất cứ kẻ địch nào. Chúng cố ý bay đến vị trí cách khá xa với địch nhân. Lý Trường Thọ nắm thời cơ vô cùng chuẩn xác. Tại hai nơi xảy ra chiến đấu, 40 mũi tên thuận lợi đến được độ cao dự định. Những ống thuần dài nửa xích được gắn trên độc tên lúc này vỡ ra, độc phấn vô sắc vô vị bắt đầu tràn ra, hình thành một đám sương mù tràn ngập không gian. Phóc phóc, như là từng quả pháo hoa không màu, chúng nở rộ dưới bầu trời quang đãng, các nơi trên trận địa, hơn 20 vị chân tiên phe địch còn chưa kịp quay đầu, thì đã thấy trước mắt một mảng tối đen, rơi thẳng xuống phía dưới. Từng tia gió nhẹ thổi qua, làn xương độc có thể giết chết cả thiên tiên này nhanh chóng lan ra, từng vị đại yêu bắt đầu ngã xuống, xác chồng lên nhau nhìn như bánh bao kẹp thịt, ba nhóm khôi lỗi này hiển nhiên là vô cùng sợ bị độc chết. Lúc này bọn chúng phản ứng cực nhanh, có đại yêu thiên tiên phát hiện ra tình huống không ổn, Liền hét lớn. Mau sử dụng pháp lực ngăn làn xương kia, có người đang phóng độc ám toán chúng ta ở hậu phương. Lập tức, từng làn tiên lực, linh lực, yêu lực bay tới hậu phương, thổi mạnh phân tán làn xương độc này. Nhưng trước đó, đã có hơn 50 chân tiên bị trúng độc chết oan ủng, còn có hơn trăm kẻ địch nữa cũng bị nhiễm độc. Bọn hắn buộc phải liều mạng áp chế độc dược, chiến lược của phe địch nhất thời bị giảm đi khá nhiều, đám khôi lỗi bị huyết mũi điều khiển lập tức đi tìm kiếm kẻ ám sát. Vào giờ khắc này, chúng tiên độ tiên môn cũng có một chút mờ mịt, không biết viện quân này tới từ đâu. Nhưng lúc này bọn họ vẫn đang bị hai nhóm cường địch hung mạnh áp chế tại phá thiên phong, rất khó để tiếp ứng cho đội viện binh rơi xuống từ trên trời này. Trọng điểm là các tiên nhân độ tiên môn. Hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ tung tích gì của viện binh, hiệu quả của tên độc dù chưa hoàn mỹ, nhưng Lý Trường Thọ vẫn không hề hưng phấn hay buồn bực, mà chỉ âm thầm xem lại những khuyết điểm của loại vũ khí này. Cách đầu độc chiến trường toàn diện này, xem ra vẫn còn kém hơn trực tiếp dùng tiên thức của mình vô thanh vô tức đưa độc phấn vào nguyên thần địch nhân xung quanh tính toán lại thì cách này đã lãng phí hơn phần nửa độc tính của độc đan để phòng ngừa những độc phấn này có thể hại cả đồng môn lý trường thọ đã sử dụng đến hai loại thiên tiên độc đặc biệt rất khó luyện chế có đặc tính chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó chỉ chốc lát sau những độc dược còn sót lại sẽ tự động biến mất loại mũi tên độc này dù có tốt nhưng lại khá dễ bị khắc chế còn không bằng cách trực tiếp đầu độc địch nhân với một liều lượng độc ngang nhau lý trường thọ tổng kết lại một chút kết quả chiến đấu lần này chiến cuộc lại xuất hiện một chút biến hóa đám khôi lỗi bị huyết mũi điều khiển đã tìm ra được phương hướng bán tên bọn chúng nhanh chóng truy ngược lại kẻ ám sát hai hướng nam bắc phá thiên phong phía hậu phương của trận địa địch có mười mấy thân ảnh thoát đi khỏi đại chiến nhào về phía chỗ người giấy ẩn thân bọn hán tế pháp bảo lên ngưng tụ thần thông sau đó đập loạn lên hai mảnh sơn lâm trong bóng tối khóe miệng lý trường thọ lộ ra một nụ cười khó hiểu bốn mươi người giấy còn lại vẫn chưa rút lui về phía sau để ẩn nấp đợi cho đến khi hơn ba mươi khôi lỗi chân tiên bay xuống hai mảnh sơn lâm hai bên nam bắc mỗi bên có tầm ba người giấy xông ra hấp dẫn sự chú ý của đối phương nhưng mà sáu người giấy chỉ mới vọt về phía sau hơn trăm trượng liền bị lưu quang của đám chân tiên kia trực tiếp đánh nát nhưng đúng vào lúc này ba mươi bốn người giấy còn lại cấp tốc xông ra từ chỗ ẩn thân khí tức toàn thân bọn hắn dao động mãnh liệt thân pháp lại quỷ dị, lao thẳng đến đám chân tiên đối phương. Hai nhóm khôi lỗi chân tiên này nhanh chóng phản ứng lại, chúng vội vàng ra tay ngăn cản, nhưng vẫn có hơn một nửa số người giấy vào đực tới sát người bọn chúng. Không có một chút giao dự, những người giấy này trực tiếp tự bạo, tổng cộng mười mấy đạo thân ảnh ở hai bên Nam Bắc đều trực tiếp nổ tung, tình cảnh vô cùng thảm liệt, chúng tiên độ tiên môn vô cùng giận dữ, nhưng cũng không biết làm gì đối với những viện binh đột ngột xuất hiện này. Nhưng khi đòn tự bạo qua đi, đám khôi lỗi chân tiên này cũng không tổn hao một sợi lông tóc nào cả lũ ngơ ngác không hiểu bản thân mình vừa mới trải qua chuyện gì hình như uy lực tự bạo hơi yếu dù là những người yêu hay lính lúc này tâm thần bị huyết mũi khống chế bọn hắn hiện tại chỉ lưu lại một nửa bản ngã nhưng tâm thần vẫn cảm thấy hoang mang dao động nhớ lại từ lúc ban đầu khi cả lũ vừa mới xông lên kịch chiến với tiên nhân độ tiên môn thì có một làn xương độc từ phía hậu phương tràn tới nhưng bọn hắn cũng may mắn thoát chết một chút may mắn sau đó bọn chúng nhận được lệnh phải truy sát ngược lại kẻ đã phóng tên độc ám sát người phe mình cả bọn không mất nhiều công sức liền tìm được mấy vị đạo nhân đang hốt hoảng bỏ chạy liền xuất thủ tiêu diệt đây gần như là miếng ăn được đưa tới tận miệng vậy tương đối bình tĩnh tình huống đột biến này sáu thân ảnh này cũng chỉ là thu hút sự chú ý của bọn hắn hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy bất cứ đạo tiên binh nào từ phía dưới mảnh sơn lâm này xông lên dữ dội nhào về phía bọn hắn hơi khẩn trương dù sau đó có mấy vị tiên binh lao tới nhưng mấy vị tiên binh này lại vô cùng yếu ớt, chẳng thể tổn thương đến một cọng lông của bọn hắn. Vì sao như vậy? Nhưng đối phương ngữ tâm tính vô tâm, nhờ việc ẩn nấp kỹ càng không để lộ dấu vết, gần như một nửa số tiên binh lọt đến được gần thân bọn hắn, đồng thời quyết liệt tự bạo, dọa hết hồn, buồn cười chính là nấy người kia tự bạo nhưng không hề có một chút uy lực gì. Chỉ là phô trương thanh thế, còn không bằng một vị nguyên tiên cầm pháp bảo tầm thường đập một cái. Như vậy là vì sao? Đột nhiên, hơn 30 khôi lỗi chân tiên này mắt tối sầm lại, nguyên thần đau nhức kịch liệt, tất cả bọn hắn hoàn toàn mất đi cảm ứng với ngoại giới, tiên lực tán loạn, đầu ngửa ra phía sau. Lúc này bọn hắn mới hiểu ra, lần tự bạo này là có độc, ở phía trên mảnh sơn lâm này, hơn 30 vị chân tiên như dù đất dây rơi rụng xuống phía dưới, lý trường thọ trong bóng tối nhíu máy, trong đáy lòng có một chút bất đắc dĩ, tại sao lại không có bất cứ thiên tiên nào dính bẫy tự bạo này chứ? Không chế bốn vị đạo nhân giấy tiếp tục tiềm ẩn dưới đất, lúc này lý trường thọ không cần xem nhiều cũng có thể đoán ra phản ứng của hai phe chúng tiên độ tiên môn tất nhiên là vẫn sẽ lơ ngơ không hiểu tình huống còn đám yêu kia sẽ càng điên cuồng hơn tổng thể mà nói hiệu quả của đợt tấn công thứ nhất này cũng không tệ giúp cho phe ta giảm được khá nhiều áp lực còn thế công của phe địch thì lại khó khăn hơn lúc này bốn vị đạo nhân giấy ở bên phá thiên phong không thể vọng động sau đó lý trường thọ chuyển nguyên thần vào đạo nhân giấy thiên bát xem xét một chút tình huống trận pháp của tử quỳnh phong Tiếp đó hắn lại chú ý đến trận chiến trên bầu trời kia. Kỳ linh trưởng lão sau khi hóa về bản thể, càng đánh càng hăng, vững vàng ngăn chặn được một vị cao thủ kim tiên phai địch. Trưởng môn độ tiên môn đại nhân, mặc dù có một chút vất vả, nhưng vẫn có thể giữ chân hai vị cao thủ cảnh giới kim tiên khác. Xem ra còn phải đánh một hồi, nguyên thần lý trường thọ nhanh chóng trở về phía bốn vị đạo nhân người giấy, chuẩn bị kỹ càng những pháp khí tiếp đến sẽ phải dùng. Đợt đánh lén thứ nhất đã kết thúc, giờ đến giai đoạn thứ hai dẫn lửa thiêu thân, gậy ông đập lưng ông, bắt rùa trong ngũ, Mà thời cơ ra tay, sẽ đến rất nhanh thôi. Chỉ là một cái lộ tiên môn, sao mãi vẫn chưa thể giải quyết. Tây Ngưu Hạ Châu, tại đạo Trường Linh Sơn thuộc Tây Phương Giáo, trong một động phủ bí ẩn, văn tịnh đạo nhân mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, đang nằm nghiêng trên giường. Mỗi bên đều có hai thị nữ hầu hạ, cả hai đều ngồi quỳ chân. Một người thì đang quạt cho văn tịnh đạo nhân, một người thì đang bưng chén ngọc đường máu, chờ đợi chủ nhân thưởng thức văn tinh đạo nhân vào lúc này nhờ vào đám huyết mỗi mình cử đi để quan sát chiến trường đậu tinh môn nàng đơn thuần là chỉ đang xem kịch chỉ cần nàng không chủ động ra tay thì chính bản thân ở đây trừ tam giáo thánh nhân lão gia tự mình suy tính còn không thì không ai có thể biết được chuyện này là do nàng làm điều này là do nhị thánh nhân tây phương giáo đã sớm che đậy tên cơ cho nàng hồng hoang lúc này còn chưa có nhiều người biết nàng là ai vậy nên đám huyết mũi mà bị lộ thì có lẽ cũng chỉ được coi là một loại thần thông nào đó. Trong đáy lòng văn tịnh đạo nhân vô cùng rõ ràng, nàng là một lưỡi dao giấu trong bóng tối, nếu bị bại lộ thì sẽ không còn chút giá trị nào. Vào giờ phút này, nàng phải tập trung nhìn vào đại chiến độ tiên môn, nếu phát sinh tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như nhân giáo đột nhiên có cao thủ đến cứu viện độ tiên môn thì nàng sẽ trực tiếp huy đi thần hồn ba vị kim tiên để lại thể xác của bọn hắn coi như là hậu lễ đối với thể giáo. Mưu tính như vậy còn thú vị hơn đối với việc chém giết nhiều. Văn tịnh đạo nhân nở một nụ cười vũ mị sai lộng lòng người, thị nữ hai bên cúi đầu, không dám nhìn loạn. Văn tịnh đạo nhân bắt đầu xem kịch, vào lúc năm vị kim tiên kia bắt đầu đấu pháp, nàng vẫn luôn chỉ chú ý đến những trận đấu của thiên tiên, kim tiên, chân tiên đối với nàng, cũng chỉ giống như đám luyện khí sĩ chưa thành tiên, bọn hán đấu pháp vừa đơn điệu vừa buồn tẻ. Vẫn là kim tiên đấu pháp hay hơn, nhất là con kỳ lân kia, chủng loại chân quý bậc nhất hồng hoang khiến nàng có cảm giác muốn thử ăn một miếng. Lý Trường Thọ dùng đạo nhân giấy phát động lần đánh lén thứ nhất, trước sau độc chết hơn 80 chân tiên, tổn thương hơn trăm chân tiên, làm cho chiến trường xuất hiện nghịch chuyển với trình độ nhất định, khán cân thắng bại, tạm thời cân bằng. Hà, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Văn tịnh đạo nhân quét mắt qua phá thiên phong, khóe miệng tràn đầy ghét bỏ, đám khôi lỗi này thực sự vô dụng, vậy mà sắp bị phe kia đánh trở về, thôi, hôm nay không thể diệt độ tiên môn được rồi nếu tiếp tục trì hoãn thì lực lượng huyết liên ở trong cơ thể mấy kẻ ngụy kim tiên này cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ hừ nếu như các con của chính mình ra tay thì độ tiên môn nho nhỏ này qua một khắc sẽ không còn sót lại cái gì đúng rồi những vị đệ tử độ tiên môn kêu trốn ở nơi nào văn tịnh đạo nhân thoáng có một chút nghi hoặc nàng quan sát thêm một lúc liền nở ra một nụ cười lạnh phía dưới mặt đất có lưu lại một chút linh lực ba động hình như là địa mạch đại na di trận chạy tới phía đông thu đoạn nho nhỏ như vây mà còn đòi che bắt được nữ vương ta đây đã không thể diệt môn các người vậy thì ta sẽ diệt hết đệ tử các người cảnh tượng kia hẳn sẽ rất thú vị mặc dù nếu chủ động khống chế liên hệ với những đám yêu này thì nàng sẽ có khả năng bị bại lộ nhưng trong đáy lòng văn tịnh đạo nhân lại cảm thấy có một chút kích thích nàng quyết định sẽ mạo hiểm nho nhỏ một lần độ tiên môn gần phá thiên phong hơn ngàn tiên nhân đại chiến khắp nơi một về đạo vận lặng yên buông xuống rơi vào trên huyết mũi đang điều khiển một vị thiên tiên nhân tộc sau đó về đạo vận này nhanh chóng rút đi lão đạo cảnh giới thiên tiên này lập tức run rẩy sau đó nhanh chóng thoát ly chiến trường một đầu bằng yêu cảnh giới chân tiên được đưa tới lão đứng trên lưng bằng yêu bay đi vì để hoàn thành tốt mệnh lệnh của chủ nhân lão đạo này lệnh cho bằng yêu bay thật nhanh về phía bắc khi khoảng cách đã đủ xa đại dạy hướng bay về phía đông Bằng yêu vốn là một loài giỏi về bay lượn, lại có mấy phần huyết mạch của kim bằng, nên lúc này nó toàn lực phi hành, nhanh như chớp biến mất khỏi chiến trường. Mấy vị trưởng lão thiên tiên của độ tiên môn cũng chú ý đến lão đạo và đầu bằng yêu kia, suy đoán ra được bọn hắn đang bay về phía đông, chắc hẳn là định hãm hại đệ tử của môn phái, bọn họ truyền âm cho nhau, trong đáy lòng tất nhiên là lo lắng vạn phần. Nhưng bản thân bọn họ lúc này cũng đang bị vây khốn ở phá thiên phong, kể cả khi thoát ly được nơi đây, thì họ cũng không thể nào bắt kịp được tốc độ của con bằng yêu kia. Một vị thái thượng trưởng lão tranh thủ thời gian thoát ly khỏi chiến trường. Vị trưởng lão này vội vàng lấy ra ngọc truyền tin, liên lạc với mấy vị trưởng lão ngoại vụ cách nơi đây hơn 16.000 dặm về phía đông, bảo tất cả nhanh chóng mang đệ tử trốn đi. Cũng có thể chỉ là một chút chuyện như vậy, những trưởng lão độ tiên môn này, thực ra vẫn đã tính sai hai chuyện. Một, bọn họ không ngờ đối phương có thể tâm ngoan thủ lạt đến như vậy, đại chiến nơi đây còn chưa kết thúc, mà đối phương đã phái người đi tiêu diệt những đệ tử chưa thành tiên kia. Thứ hai, địa mạch đã nằm sâu trong lòng đất, làm sao đối phương có thể đoán được bọn họ đang che giấu di đại trận ở dưới đó. Dù các trưởng lão độ tiên môn có đoán sai những chi tiết nhỏ ấy, thế nhưng vẫn có một vị đệ tử đã lường trước chuyện này. Ba chữ văn đạo nhân này khiến cho Lý Trường Thọ quá ấn tượng, bởi vì văn đạo nhân thực sự quá hung tàn, vậy nên Lý Trường Thọ lại tăng thêm cảnh giác. Lão đạo thiên tiên và đầu bằng yêu này vừa thoát ly khỏi chiến trường, Lý Trường Thọ liền nắm bắt được động tĩnh của bọn hắn, trong đáy lòng thầm nói một câu phiền phức, nhưng hắn cũng không có một chút khẩn trương gì. Tuyệt đối không phải là do Lý Trường Thọ không quan tâm đến Dương Muội và sư phụ, mà là hắn đã sớm có cách đối phó, cho dù là 10 vị thiên tiên thì hắn cũng, khục số lượng này cũng hơi nhiều, dù ba bốn vị thiên tiên đến thì hắn cũng có thể giải quyết không có gì khó khăn. Thời cơ đến rồi, đợt tác chiến thứ hai bắt đầu, lúc này, Lý Trường Thọ phải chuyển một bộ phận nguyên thần vào người giấy ký hiệu nhân tam trên người Linh Nga, chuẩn bị nghênh chiến. Hắn cũng chỉ có thể để người giấy thiên nhị tiếp tục ẩn nấp dưới mặt đất, ba người giấy còn lại chỉ có thể ngôi đầu lên. Lần này, hắn cũng không thả ra quân đoàn người giấy, đạo nhân giấy hóa thành ba đạo thân ảnh, trực tiếp phi không mà lên. Hai nam một nữ xuất hiện hai bên Nam Bắc, chủ động bại lộ tu vi, cảnh giới chân tiền hậu kỳ. Đây là do lúc này Lý Trường Thọ để cho người giấy mô phỏng ra cảnh giới cao nhất. Dù vậy, đạo nhân giấy cũng chỉ có thể chứa được tiên lực ở một giới hạn nhất định sau đó ba vị đạo nhân giấy này vận chuyển tiên lực lớn tiếng hô quát đầu tiên ở phía bắc đạo nhân trẻ tuổi cõng trường kiếm hô lớn chúng ta đi ngang qua đây lại thấy bầy yêu tấn công núi thật là càn rỡ độ tiên môn đạo hữu huynh muội chúng ta đến giúp đỡ các người chút sức lực đây chính khí tràn đầy hào khí cao tận trời xanh nữ tiên ở bên cạnh tay cầm một chiếc sáo ngọc cũng cất cao giọng nói lanh lành càn khôn, thiên đạo sáng tỏ, chảm yêu trừ ma, hộ vệ nhân đạo, độ tiên môn đạo hữu không phải lo lắng đến hai người chúng ta, chúng ta sẽ không cường công, trước hết sẽ chỉ dẫn đi một vài kẻ yêu ma. Lời nói này vô cùng có lý, chúng tiên độ tiên môn vô cùng phấn chấn, vô cùng cảm kích đối với hai vị đạo hữu ngẫu nhiên đi qua này, mặc dù có không ít tiền nhân cảm giác được sự xuất hiện của bọn hắn có một chút quỷ dị, khác với hai đạo nhân phía Bắc, tráng hắn ở phía Nam trực tiếp nói một đám yêu ma quỷ quái, có giỏi thì ra đây so chiêu cùng với bần đạo, ông đấy chấp cả tổ tông đám yêu ma các người, ngay lập tức, đám khôi lỗi kia phản ứng lại, mười mấy đạo bóng đen bay về phía đôi nam nữ kia. Đạo nhân giấy cống kiếm cười ha ha, hai người nhanh chóng lui lại đánh ra mấy đạo tiên lực tụ thành pháp thuật, nghênh kích phía trước, phía nam còn lợi hại hơn, hơn hai mươi đại yêu sông tới người giấy trắng hán kia, cầm đầu là hai đại yêu cảnh giới thiên tiên. Người giấy trắng hán thấy vậy, miệng nở nụ cười càn rỡ, không hề sợ hãi, trực tiếp bỏ chạy về phía tiểu quỳnh phong lý trường thọ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của đám yêu này hắn liền thông qua đạo nhân giấy này vừa chạy vừa mắng chửi kẻ địch tráng hắn bỏ chạy nhưng cũng không quên quay lại hùng hùng hổ hổ mắng chửi đám yêu hắn dùng những từ ngữ tương đối hạ lưu nhưng được phổ biến khắp hồng hoang như lôi chúng mày không phải con người có yêu sinh nhưng không có yêu dưỡng những từ này còn tương đối nhẹ nhàng lý trường thọ quyết định dùng những lời nói cao cấp hơn một chút dù đám yêu này đã trở thành khôi lỗi nhưng lửa giận vẫn ngập trời, chẳng hạn như. Rõ ràng là có hai vị yêu hoàng, vậy mà lại chỉ có một vị yêu hậu. Tổ tông các người năm đó bị vu tộc đánh cho răng rơi đầy đất, vậy mà còn dám không biết xấu hổ tuyên bố rằng mình cùng phân chia thiên hạ với vu tộc, liêm sỉ đâu, mặt mũi đầu, từng đạo lưu quang bắn về phía tráng hán, đám yêu nhào nhào ra tay, muốn xé nát tráng hán này. Nhưng mà phong độn của Lý Trường Thọ vô cùng cao minh, lại kết hợp với bí pháp mượn lực, né trái né phải ở trên không trung, miệng vẫn không ngừng mắng chửi. Trong lúc bất chi bất giác, tráng hán đã bay tới không trung tiểu quỳnh phong, phía sau có một đạo lưu quang bay tới. Lý Trường Thọ cố ý khống chế cho tráng hán bị lưu quang bỏ châu đập trúng, tráng hán bị đánh trúng, liền rơi xuống tiểu quỳnh phong, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại thân hình giữa không trung, quay đầu nhìn về phía bầy yêu đang bay vụt đến. Nhưng, vào giờ phút này, mấy vị đại yêu lại cảm thấy một tiếng nguy hiểm, trong mắt bọn hắn lộ vẻ chần chờ trong bóng tối lý trường thọ hừ lạnh một tiếng tráng hán quay người lại đứng bên cạnh tiểu quỳnh phong đại trận giơ ngón tay trỏ về phía bầy yêu sau đó khinh miệt ngoác ngón tay lão tử trốn lâu như vậy hóa ra các người chỉ có một chút năng lực ấy đánh ta nhưng chẳng còn bằng vợ ta gãi ngứa cho ta các người có ngon qua thì qua đây đơn đấu với lão tử lão tử đánh sấp mặt cả lũ các người đảm bảo về phụ mẫu nhận không ra hơn hai mươi đại yêu hơi ngẩn ra sau đó cùng nhau lao về phía tráng hán, bị huyết mũi ảnh hưởng, bọn hán tất nhiên là có thừa trí tuệ để cả đám xuống và đánh hội đồng một người. Lạc đường sao Tiểu Quỳnh Phong, trong mê trận bên ngoài đan phòng, một đám đại yêu đã hóa hình đang trừng mắt nhìn vào tấm bảng gỗ, khuôn mặt cứng đờ cũng có một chút run rẩy. đám nhân tộc luyện khí sĩ khốn kiếp đáng xé xác, lại dám lựa chúng ta vào trong mê trận, vừa rồi còn nhìn thấy bóng người, sao giờ lại không thấy đâu rồi lão yêu cảnh giới tiên thiên đứng đầu tiên híp mắt lại, tiện tay đập nát tấm bảng trước mặt. Cút ra đây, một nữ yêu gào lên, nhưng xung quanh vẫn lặng như tờ. Lão yêu đánh nát tấm bảng gỗ vận yêu lực toàn thân, từng sợi yêu lực lóng lánh bộc phát quanh người, cuồng phong thổi mạnh trong nháy mắt phá tan mê trận. Xung quanh trở nên rõ ràng, tầm nhìn không bị ngăn cản nữa, bọn hắn lập tức nhìn xung quanh sờ xét. Đồng thời, đám đại yêu nhìn thấy tráng hắn niêm tộc đang thành thời uống nước dưới tán gốc đại thu ở phía xa giống như là vừa nãy chửi mắng bọn chúng đến khô cả miệng đám đại yêu lập tức nổi giận ngay cả huyết mũi đang khống chế tâm thần cũng suýt chút nữa bị cơn giận này làm nổ tung trắng hán phản ứng hơi chậm nghe thấy tiếng động ầm ĩ mới ngẩng đầu nhìn lên mặt lộ vẻ hoảng sợ đám yêu ma nhãi nhép này vậy mà có thể tìm thấy lão tử nói xong hắn cầm dìu lớn hấp tấp chạy trốn về phía sau hơn hai mươi đại yêu ánh mắt như phun lửa pháp bảo thần thông đánh loạn về phía trước hung dữ đuổi theo toàn thân bọn hắn bộc phát yêu lực, từng kẻ từng kẻ đều như hung thần ác sát, dẫn đầu là hai lão yêu cảnh giới thiên tiên, bên trái là một nữ yêu mặc mạc toàn thân phát ra ánh sáng xanh biếc chói mắt. Hai cánh tay trắng nọn hóa thành hai cánh màu xanh giang ra hai bên, tạo thành thế lục kê độc lập, yêu lực ngưng tụ thành lông vũ xanh biếc đầy trời đánh về phía trước, còn lão yêu cảnh giới thiên tiên vừa mới phá vỡ mê trận cũng xông tới, tay cầm một cái đầu chuột mọc lợm chởm lông đen, quét một vòng quanh người. Ngay lập tức, thân hình lão yêu tuôn ra các đen cuồn cuộn ngưng tụ thành từng thanh lợi kiếm đen kịt kích xạ tới bóng lưng đại hán phía trước nhưng mà trắng hắn này chạy được mấy bước đột nhiên hét lớn một tiếng thân hình bổ nhào về phía trước toàn bộ thân hình biến mất một cách quỷ dị để trời lông vũ hắc kiếm cùng với hơn mười đạo ánh sáng cũng đồng thời biến mất không tung tích trận pháp trong rừng các nơi bỗng xuất hiện dao động giống như gợn nước hơn hai mươi đại yêu lập tức phóng lên trời không chút chậm trễ nhưng bọn hắn vừa rời khỏi mặt đất liền thấy hoa mát bị nhấp vào một mảng tinh không. Trong chớp mắt trời đất quay cuồng, mất phương hướng không biết cao thấp, bọn hắn không kịp phản ứng, hai bên trước sau phải trái đều bị lấp đầy bởi những ngôi sao lóng lánh, đám huyết mũi khôi lỗi ngơ ngác không biết tình huống hiện tại của chúng là như thế nào. Vừa mới gặp chỉ là những mê trận bình thường cơ bản nhất, vì sao đi vài bước liền xuất hiện trận pháp cao cấp như vậy, ngay cả lão yêu cảnh giới thiên tiên cũng không thể nhìn thấu hay sao, ngọn núi tầm thường này làm sao lại có trận pháp huyền ảo như thế phía sau những ngôi sao đó có một đôi mắt chăm chú nhìn bọn hắn bên trong tinh quang phảng phất như đang có một đám cuồng ma hiếu sát ẩn nấp lại giống như có mấy trăm vị chiến binh cường tráng đang đằng sát khí sẵn sàng xông ra ăn thịt tám đại yêu trong trận hai vị đại yêu cảnh giới chân tiên liếc nhìn nhau lập tức dò xét về hai bên trái phải nhưng bọn hắn mới đi được hai bước rời khỏi chỗ cũ chừng bốn thước đột nhiên có hai ngôi sao lóe lên như hai luồng kiếm quang quỷ dị sạt qua cổ hai bọn hắn trong nháy mắt có hai cái đầu lâu bay lên yêu huyết bắn tung tóe, lại đột ngột xuất hiện thần lôi giáng xuống, nguyên thần bên trong hai cỗ thi thể bị nghiền nát trong nháy mắt, càng đáng sợ hơn là yêu lực trên hai cỗ thi thể nửa người nửa yêu cũng bị đại trận hút sạch trong nháy mắt. Đám đại yêu hoảng sợ, không dám di chuyển, hai vị đại yêu cảnh giới thiên tiên lập tức ra tay oanh kích lên tinh không, yêu lực tiên cuồng tuôn ra, nhưng đòn tấn công của bọn hắn không hề tạo ra được một chút tiếng vang nào. Dù bọn hắn đứng bất động có thể tạm thời không làm trận pháp phát động công kích, nhưng không có nghĩa bọn hắn sẽ yên ổn. Từng sợi độc phấn không mùi không vị được ánh sao che giấu lặng lẽ phát tán đến chỗ đám đại yêu, chỉ trong chớp mắt, mấy vị đại yêu tu vi hơi yếu liền trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê. Tiếp đó, dám đại yêu nhau nhau bất tỉnh, hai vị đại yêu cảnh giới thiên tiên cũng chỉ chống cự được trong chốc lát, rồi không cam lòng gầm lên hai tiếng trước khi rơi vào hôn mê. Ngoài trận, Lý Trường Thọ ký thác một phần tâm thức lên trắng hắn. Hắn đang ngồi trên một trà cốc đại thụ, chậm rãi thu hồi mấy bình xứ trong tay, bên sườn núi Tiểu Quỳnh Phong, 36 giò trận cơ đang chậm rãi thu lại linh lực, sát trận này có tên tinh táng thiên đấu Nguyễn lâm tuyệt tâm này đã khôi phục lại trạng thái chờ đợi. So với độc đan, Lý Trường Thọ càng để ý quan tâm đến linh lực tiêu hao của trận cơ, dù sao hôm nay sát trận trên Tiểu Quỳnh Phong còn phải sử dụng tiếp, chờ đại trận đóng lại, không trùng lại xuất hiện tầng tầng làn sóng. Từng cỗ thi thể yêu tộc hình thù kỳ lạ xuất hiện, rơi xuống từ trên không, xếp thành một ngọn núi nhỏ bọn hắn phần lớn đều là nửa người nửa yêu, yêu hồn đều đã bị kịch độc ăn mòn. Đúng là tự tay phóng độc, sẽ không lãng phí độc tính. Lý Trường Thọ nói thầm, ba đạo nhân giấy nhảy ra từ trong tay áo, hóa thành ba gã đạo nhân mặt lạnh, thuần thục đi lên. Bởi vì đồng thời phân thần điều khiển quá nhiều người giấy, chiến cuộc khẩn cấp, đám khách quý tiếp theo đang trên đường được đưa tới, nên công đoạn xử lý mai táng cũng được đơn giản hóa. Đám người giấy vãi ra ba bình thực cốt tán thần thủy, ném ra ngoài hai khối nhếp hồn châu, Lý Trường Thọ tự tay vung ra hai đoàn tam muội chân hỏa, những thứ này phá hủy phần lớn phòng ngự trên thi thể yêu tộc rồi thiêu bọn hắn thành cho trong nháy mắt. Vì bảo vệ cảnh quan của Tiểu Quỳnh Phong, ba người giấy cẩn thận không chế phạm vi thiêu đốt của tam muội chân hỏa, trong miệng lầm rầm đọc kinh văn, cùng lúc đó, âm thanh rất nhỏ của một đám mũi xuất hiện trong rừng, Lý Trường Thọ đã chuẩn bị sẵn, quanh đạo nhân giấy lập tức xuất hiện từng sợi quang điện nhỏ. Nhưng huyết mũi còn chưa kịp đến gần ba thước quanh người Lý Trường Thọ, một chiếc lưỡi dài từ trên trà cây đột nhiên phóng ra quấn lấy huyết mũi kéo về một bên oa oa còn ếch ngọc nằm trên trà cây nhẹ nhàng kêu một tiếng như là báo công với lý trường thọ các nơi trong rừng lập tức vang lên một loạt tiếng ếch kêu vui sướng lý trường thọ thầm than đáng tiếc bản thân đang định thử xem vợt mũi điện có hiệu quả hay không còn tranh công đánh xong trận này liền bắt ngươi xào xả ớt quay người nhảy xuống từ trên cây lý trường thọ lại thêm một chiếc tàm mũi chân hòa trong giây lát những thi thể bị đốt cháy chỉ còn cho bụi hắn đánh ra một trường, cho tàn lập tức phiêu tán trong không trung, thoải mái. Lại kiếm thêm một chút công đức, mặc dù so với công đức trong lúc vô tình tích cóp của bản thân, chút ít công đức trường nghiệp này nhỏ bé không đáng kể. Bà lão đạo mặt lạnh nhanh chóng quét dọn sạch sẽ chiến trường, khôi phục lại hình dạng người giấy nhảy vào trong tay áo của tráng hán đạo nhân giấy. Lý trường thọ nhìn về phía rừng cây đã bị phá nát, trong lòng chợt thấy thương xót, rất nhiều cây trong đó đều là do hắn sau khi lên núi trồng xuống nhưng vì bảo vệ sơn môn một chút hy sinh là điều không thể tránh khỏi nếu như đội tiên môn có thể qua đại chiến lần này hắn phải đi sang núi khác trộm ít linh mộc linh căn về chồng coi như là môn phái ban thưởng cho mình lý trường thọ khẽ mỉm cười đi ra ngoài mấy trận đặt một tấm bằng gỗ lạc đường sao khác sau đó trắng hắn này vỗ vỗ khuôn mặt lấy một chút máu linh thú vẩy lên người mình hắn sẽ rách quần áo làm rối tung mái tóc dài khí tức toàn thân trở nên hỗn loạn giống như bị trọng thương ngoài mạnh trong yếu tráng hán khôi phục lại khí chất đường hoàng ngang ngược cầm dìu lớn nhảy lên không trung bay về phía phá thiên phong miệng hô to a à, ha 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 đám yêu nhóc con ông nội các người đã trở về có bản lĩnh đến đây gặp ta a à, đám phế vật kia đều bị lão tử làm thịt rồi ha 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 trên định tiểu quỳnh phong mê trận bên ngoài vừa bị gió thổi tan đang hồi phục những trận cơ được giấu bên trong một lần nữa tỏa ra ánh sáng được trận pháp vận chuyển trở lại vị trí ban đầu liên hoàn trận chân chính cũng không phải chỉ là một trận nối tiếp một trận như thế mà là phía dưới đại trận còn có trận pháp chữa trị đại trận nữa tráng hán đạo nhân giấy rời đi không lâu cả khu rừng khôi phục lại sáng vẻ bình thường như ban đầu nhưng không thể tránh khỏi việc bên trong có nhiều chỗ bị thần thông phá hủy vẫn lưu lại dấu vết một lát sau có hai đạo thân ảnh vọt lên tiểu quỳnh phong từ hướng khác đó chính là hai đạo nhân giấy làm mồi nhử địch khác tiết mục cũ lại được biểu diễn nữ đạo nhân giấy cố ý bị pháp bảo phía sau đánh chúng rơi xuống dưới đạo nhân giấy đeo kiếm vội vàng đuổi theo phía sau có hơn 10 đạo thân ảnh đuổi sát không buông đồng dạng ở biên giới trận pháp có mấy người đã nhận ra nguy hiểm liền dừng lại nhưng động tác của nam đạo nhân giấy lập tức hấp dẫn sự chú ý gọn hắn nam đạo nhân giấy đẩy dư muội vào trong rừng quay người đối mặt với chúng địch tay phải nắm chặt lên chuôi kiếm trên lưng các ngươi đừng ép ta rút kiếm đám chư binh có người không nhịn được vọt lên trước một người dẫn đầu lao về phía trước, tại một nơi âm u hẻo lánh, Lý Trường Thọ cảm thấy nếu có người nhìn thấy nét mặt của mình chắc chắn sẽ nghĩ mình bị bệnh thần kinh. Hắn khi thì lộ vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt chính khí, khi thì cười đồ hớn hở, trong miệng hùng hùng hổ hổ, khi thì Vân Đạm Phong khinh, lạnh lùng cười cười, trong đáy mắt tràn đầy khinh miệt, thật ra là do hắn điều khiển nhiều đạo nhân giấy cùng một lúc, mỗi đạo nhân lại có khí chất, biểu lộ khác nhau cần Lý Trường Thọ cẩn thận điều khiển ba đạo nhân giấy bay ra bên ngoài luân viên dẫn địch đại trận tiểu quỳnh phong phát huy tác dụng ngăn cách địch nhân với bên ngoài lấy sát trận và độc đan tiêu diệt địch tuy rằng bản thể không ở trong đậu tiên môn nhưng lý trường thọ hiện tại cũng đang cố hết sức có thể trước mắt không tính lần ra ngoài cùng với vạn lâm quân trưởng lão đánh lén thông qua một loạt động tác độc trận độc tiến người giấy tự bạo đạo nhân giấy dẫn địch đã có một phần ba số địch nhân chết dưới tay lý trường thọ giúp đội tiên môn giải tỏa áp lực thật lớn thậm chí hắn đã trực tiếp làm thay đổi cán cân của trận chiến. Ấy, hồng hoang còn không có thứ đồ chơi cán cân này. Mọi người trong độ tiên môn chỉ có vạn lâm quân trưởng lão có thể đoán được chút gì đó, những người khác đối với viện binh đều không hay biết gì, đầu đầy sương mù. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ còn đặt một phần chú ý lên sư muội ở bên cạnh. Có một lão đạo thiên tiên và một đầu cành giới chân tiên bằng yêu đang bay về hướng đông, muốn đột kích nhóm đệ tử đang chạy nạn thông qua địa mạch. Thật may đã có một vị thái thượng trưởng lão kịp thời truyền tin, để trưởng lão ngoại vụ kịp thời bảo vệ đám đệ tử. Nhưng cả hơn một ngàn đệ tử môn nhân trong phút chốc làm sao có thể di chuyển hết được, lập tức, đám người trong sơn cốc đều dấy lên hoảng sợ, không ít đệ tử lộ vẻ sợ hãi, bồ gã thiên tiên giết tới, đối với họ là một hồi tai họa, vì vậy, hút cầm huyền nhã đứng dậy. Các vị trưởng lão, đệ tử nguyện đi dẫn dụ cường địch. Không được, một vị trưởng lão ngoại vụ chân tiên hô, lý nào chúng ta lại tham sống sợ chết để cho chúng đệ tử ra ngoài chịu chết, điền trưởng lão, ta và ngươi đi nghênh chiến với ác tập kia. Được. Lại có một vị trưởng lão đứng dậy, hai người lập tức bay lên không trung. đúng lúc này, trong đám người truyền đến âm thanh hơi bất an. Vì sao không thể dùng trận pháp dịch chuyển hai vị cảnh giới thiên tiên cao thủ từ tông môn qua đây, mọi người lập tức nhìn lại nơi phát ra âm thanh, đúng là La Minh Nga. Không ít người thầm giật mình, ý kiến của Lam Linh Nga đúng là không tệ, nhưng có một số môn nhân đệ tử lập tức cười khổ, những người vừa cười khổ chính là nhóm đệ tử cuối cùng sử dụng địa mạch Nazi đến đây. Đúng ra là còn mấy trăm vị môn nhân cảnh giới nguyên tiên cùng nhau dịch chuyển đến đây, nhưng cuối cùng bọn họ lựa chọn ở lại tông môn, sống chết cùng với tông môn, vì phòng ngừa hành tung các đệ tử bị bại lộ, địa mạch Nazi trận cũng bị họ phá hủy, từ tay chặt đứt đường lưu của mình. Sau khi mấy đệ tử thấp giọng giải thích, mọi người đều xúc động, chúng ta liều chết với bọn chúng ở chỗ này là được. Không sai, sư phụ ta còn đang ở bên trong liều chết giết địch, chúng ta cũng không thể chết ớt ức như thế này được. Cùng lắm chính là hồn phi phách tán, dù sao ta cũng cảm thấy mình tám phần không vượt qua được thiên kiếp, lý trường thọ âm thầm nhíu mày, cục diện này khiến phe mình thật bất lợi, thật may mắn hữu cầm huyền nhã lại ở đây. Lý trường thọ kéo sư muội xuống dưới thì thầm mấy câu, hai người chủ động đi về phía hữu cầm huyền nhã kế hoạch tiếp theo cần lợi dụng thân phận và uy vọng của hữu cầm huyền nhã đây là công cụ người thật chứ không phải bằng giấy